Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy trình 5 bước để giám sát quản lý cách ly y tế cho người nhập cảnh sau khi Việt Nam ghi nhận một số trường hợp dương tính với biến chủng mới Omicron. Theo đó, người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải thực hiện quy trình 5 bước. Bước thứ nhất, đăng ký mã QR cá nhân. Bước thứ hai, xét nghiệm tầm soát cho người nhập cảnh ngay sau khi nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm nhanh là dương tính thì tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm PCR chuyển người nhập cảnh đến bệnh viện dã chiến thu dung điều trị. Nếu kết quả xét nghiệm nhanh là âm tính thì hướng dẫn người nhập cảnh thực hiện các thủ tục về nơi lưu trú. Bước thứ ba, khi di chuyển về nơi lưu trú, người nhập cảnh phải thực hiện nghiêm quy định 5K. Xe đón người nhập cảnh chỉ bao gồm lái xe và người nhập cảnh. Bước thứ tư, theo dõi sức khỏe và khai báo y tế mỗi ngày. Bước thứ năm, lấy mẫu xét nghiệm PCR cho người nhập cảnh trong thời gian cách ly y tế tại nơi lưu trú vào các ngày thứ ba và ngày thứ bảy sau nhập cảnh. Nếu âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày. Nếu dương tính thì gửi mẫu để giải trình tự gen và đưa người nhập cảnh tới bệnh viện dã chiến thu dung điều trị. Các thông tin về người nhập cảnh được quản trị trên cổng thông tin an toàn COVID-19 của thành phố. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo họp với chuyên gia, phối hợp với lực lượng y tế quân đội để thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa việc tiêm vaccine phòng COVID-19, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, có kế hoạch truyền thông thật tốt về việc vaccine Pfizer được gia hạn. Đồng thời, báo cáo cụ thể vaccine tiêm và nhận trong tháng 1 năm 2022. Kế hoạch bảo đảm đủ vaccine để tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên để hoàn thành mũi thứ 3 trong quý 1 năm 2022. Bảo đảm mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Trước đó, Chính phủ cũng vừa ban hành nghị quyết số 168 về một số cơ chế chính sách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, cho phép Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu với vaccine đã được WHO phê duyệt, sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và cấp bách. Đối với các vaccine do chính phủ các nước viện trợ và đã được cấp phép nhập khẩu trong trường hợp khẩn cấp hoặc cấp bách, cho phép miễn hồ sơ tóm tắt sản xuất và kiểm tra chất lượng của lô vaccine, giấy chứng nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu và nước viện trợ khi đánh giá để cấp giấy chứng nhận xuất xưởng. Thưa quý vị, nhằm kéo giảm tử vong, bảo vệ người cao tuổi và các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao trước dịch bệnh COVID-19, những ngày qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng tốc đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi thứ 3, liều bổ sung và liều nhắc lại cho người dân. Danh sách sẽ được các địa phương rà soát và mời đến điểm tiêm theo khung giờ và số lượng phù hợp để bảo đảm an toàn theo dõi sau tiêm. Khi nhận được giấy thông báo tiêm vaccine mũi 3, bà Nguyễn Thị Bon dù đã 80 tuổi nhưng đã rất phấn khởi. Bà cũng như những người lớn tuổi khác khá an tâm vì được tăng khả năng kháng thể để phòng tránh dịch bệnh. Vì thấy an toàn hơn con, tại vì vì lớn tuổi rồi, vì 80 tuổi rồi chứ còn đâu trẻ nữa đâu. Thành ra vì cũng mừng, giờ thấy nó cũng khỏe con, không có gì đâu, vì bình thường. Theo trạm y tế phường Trường Thọ, để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 3 cho người lớn tuổi, người có bệnh lý nền, phường đã tập huấn và xin bổ sung thêm lực lượng hỗ trợ tiêm. Mỗi ngày có thể tiêm cho khoảng 300 trường hợp là người lớn tuổi và người có bệnh lý nền. Mình phát phiếu cho khu phố rồi tổ y tế đồng khu phố và yêu cầu người dân ra theo cái giờ mình đã ghi trong cái phiếu mời ra tiêm. Sau khi mình tiêm ngừa rồi thì vẫn phải theo dõi 72 giờ theo cái quy định chuyên môn và có cái số điện thoại để mà người dân khi mà đến tiêm ở trạm y tế thì khi cần thì sẽ có thể là hỗ trợ cấp cứu kịp thời. Còn tại địa bàn phường 9, quận Gò Vấp, công tác tổ chức tiêm mũi 3 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Ngoài điểm tiêm tập trung do quận bố trí cho các phường, thì Ủy ban Nhân dân phường 9 cũng đã tăng cường thêm một điểm tiêm trên địa bàn của phường. Trung bình, số lượng tiêm mỗi ngày khoảng 700 đến 1.000 mũi. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng tiêm mũi 3 cho người dân trên địa bàn được gần 7.000 mũi. Khi mình được tiêm mũi thứ 3 thì mình rất là yên tâm, tại vì mình cũng đủ tiêu chuẩn rồi nên mình cũng đỡ lo hơn. Và được giống như là mình cũng không sợ lây lan bệnh nữa. Theo kế hoạch tiêm thì chúng tôi sẽ tiêm cho những người là cao tuổi, trên 65 tuổi, những người bệnh nền, những người trên 50 tuổi. Và sau đó là sẽ lần lượt đến những đối tượng tiếp theo. Thì nhưng mà tinh thần là sẽ ưu tiên cho những người trên 65 tuổi trước. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, việc tiêm liều bổ sung và nhắc lại sẽ được đẩy nhanh tiến độ tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức trong những ngày sắp tới. Liều bổ sung là liều dành cho những người đã tiêm đủ liều cơ bản nhưng thuộc nhóm suy giảm miễn dịch, giúp nhóm này có thể đạt được miễn dịch như những người khỏe mạnh khác.
Thưa quý vị, ngày 1 tháng 1 năm 2022, tỉnh Hải Dương ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước tới nay tại tỉnh này với 333 trường hợp ở 8 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố. Đáng chú ý, trong 333 bệnh nhân được ghi nhận trong ngày có đến 264 ca đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Thành phố Chí Linh có số ca mắc cao nhất với 106 trường hợp, trong đó 67 ca là F1, ho sốt cộng đồng 33 ca, 4 trường hợp sàng lọc cộng đồng và 1 công dân từ vùng dịch về. Riêng ổ dịch phường Sao Đỏ nhận 80 ca. Các ổ dịch tại các công ty trong khu công nghiệp, các doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận ca mắc mới. Trước đó, Hải Dương yêu cầu hạn chế một số hoạt động tập trung đông người trong dịp Tết Dương lịch. Các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 cho đến hết ngày 3 tháng 1 năm 2022. Tiếp tục với những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Ban phòng chống dịch COVID-19 của Liên bang Nga cho biết, tính đến ngày 1 tháng 1, trong vòng 24 giờ tại nước này ghi nhận hơn 19.700 ca nhiễm mới COVID-19 ở 85 địa phương, trong đó có 9,3% số trường hợp không có biểu hiện lâm sàng. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2021, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong ngày ở Nga dưới ngưỡng 20.000 người. Các địa phương ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong ngày nhiều nhất là thủ đô Moscow, thành phố Saint Petersburg. Tổng cộng tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2022, Nga đã ghi nhận hơn 10 triệu người mắc và hơn 309.000 người đã tử vong do COVID-19. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, Pháp báo cáo có gần 220.000 trường hợp mắc COVID-19 mới. Đây là ngày thứ tư liên tiếp mỗi ngày nước này có hơn 200.000 ca mắc COVID-19. Tính chung trong vòng 7 ngày, mỗi ngày Pháp có gần 158.000 ca mắc COVID-19, là mức cao nhất từ trước đến nay. Số ca mắc mới mỗi ngày tăng nhanh, đưa Pháp trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới báo cáo có hơn 10 triệu ca nhiễm COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. Ngoài Pháp, hiện có Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Anh và Nga, mỗi nước ghi nhận tổng cộng hơn 10 triệu trường hợp mắc COVID-19. Thưa quý vị, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho rằng những biện pháp hạn chế mới ở nước này nhằm kìm hãm tốc độ lây lan dịch bệnh COVID-19 sẽ là lựa chọn cuối cùng khi không còn biện pháp nào khác. Ông cho rằng mỗi người cần phải thích nghi với virus và hạn chế áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt trong tương lai. Với tốc độ lây lan nhanh chóng, biến thể Omicron đang hoành hành tại Anh với số ca mắc mới mỗi ngày lên mức cao kỷ lục. Trong ngày 31 tháng 12, toàn nước Anh ghi nhận gần 190.000 ca nhiễm mới. Biến thể Omicron không chỉ trở thành biến thể chủ đạo tại vùng England và Scotland, mà còn đang lây lan với tốc độ nhanh tại Bắc Ireland và xứ Wales. Viện Y tế Quốc gia Italia cho biết biến thể Delta vẫn chiếm đa số ở Italia với 79% số ca mắc mới, trong khi Omicron có khả năng lây nhiễm cao nhưng ít nghiêm trọng hơn, chiếm 21%. Báo cáo cũng cho biết trong toàn bộ 20 vùng của Italia, sự khác biệt dao động từ 3% cho đến 65%. Ngoài 5,5 triệu người Italia vẫn chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, chiếm tỷ lệ cao nhất là những người trong độ tuổi từ 5 cho đến 19 và có tới 49% chưa tiêm vaccine. Tuy nhiên, một phần lý do là trẻ trong độ tuổi từ 5 cho đến 11 mới được tiêm vaccine đại trà từ ngày 16 tháng 12 vừa qua. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết chính phủ của nước này cho phép mở thêm cửa khẩu hàng không quốc tế tại sân bay Juanda ở thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java với 3 cửa nhập cảnh để đón làn sóng khách nước ngoài có thể gia tăng vào đầu năm 2022. Chính quyền Indonesia dự báo trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 1 cho đến ngày 9 tháng 1 năm 2022 sẽ có khoảng 5.000 người nhập cảnh mỗi ngày, gồm các khách du lịch, lao động nhập cư và công dân Indonesia. Bộ Y tế Indonesia cho biết, mặc dù biến thể Omicron đã xuất hiện tại nước này, song chính phủ chưa có kế hoạch đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu hàng không, đường bộ, đường biển, bởi trong số các khách nhập cảnh còn có nhiều công dân Indonesia trở về nước. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhật ký chống dịch COVID-19 sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.